Chào các bạn, đây là khu ẩm thực Lam Bộ nha các bạn. Thịt lướng này, cá hồi, cá hồi cũng có, cá tầm, cá hồi ở Việt Nam mình đều có nuôi được hết. Xúc xích khổng lồ, xúc xích đều, những món này đều làm tại Việt Nam chứ không phải nhập ngoại nha các bạn. Cá viên, mực, mực là một trong những cái hải sản nổi tiếng ở miền Nam mình. Đây các món gỏi, người miền Nam họ làm gỏi rất là ngon. Cua, tôm, cua là đều là những cái hải sản có thế mạnh của Nam Bộ. Trông cái rất hấp dẫn. Đây là khu bán bánh tráng nướng. Canh cua, bún riêu cua, đây là món bún riêu cua các bạn. Chuẩn cái nồi bún riêu cua hấp dẫn. Cua mình đấy, cái cua này chắc mình phải nhập. Tôm hùm, các đầu bếp rất giỏi, toàn nam giới. Phía trên này là mực, mực ống đấy các bạn, mực ống nhồi xả ở trong đó, mực ống không. Mực nhồi xả xong nướng. Cái bếp than này, than ở miền Nam là hầu như than là cái cây đước. Mỗi vùng miền đó có một cái thế mạnh, nhưng mà nói chung là ẩm thực Nam Bộ đa dạng hơn. Đất ăn đâu sao hả? Trời yên tâm. Cái chim đừng có bỏ dâu nha. Dạ, chị không ăn dâu thì ăn xúc xích, chà bông và xương la chúng ăn là chị. Xúc xích hay chà bông muội? À, mình rén hay xúc xích hay chà bông? Đây là cái gì đây? Chắc mà giống như cái món bánh tráng gì đó, bánh bèo không phải. Đây là gian hàng của người Ấn Độ nhé các bạn. Tôi thấy hội chợ năm nào là cũng có mấy người Ấn Độ bán cái hàng đặc biệt của người Ấn.
các cái đặc sản của vùng miền Tây Bắc cũng tới tham dự hỗ trợ. Mật ong. Các loại thuốc chữa bệnh, các loại mật ong.
ngon hả? Trời yên tâm. Cái chim đừng có bỏ dâu nha. Dạ chị không ăn dâu thì ăn xúc xích, chà bông và xương la chúng ăn nè chị. Xúc xích hay chà bông muội? À, mình rán hay xúc xích hay chà bông?